Đây mình nhìn thấy một con gì này. Ui, một con cua này, một con cua bên cạnh là một con gì đây các bạn ơi? Con gì to lắm này. Ôi, chú cua chú đang chạy này. Wow. À, mình chộp nhá. Ui, cua ơi, bạn cua. Chạy chộp. À, mình chộp được rồi này các bạn ơi. Ôi, một chú cua này. Wow, chảo chậu nước này này. Wow, gì này các bạn ơi. Một con gì ở đây nữa đây. Ui, con này to lắm các bạn. Con này con tôm các bạn ạ. Con tôm hoàng đế, tôm khổng lồ. Ui, nhìn này. Này các bạn ơi. Thế nhá, mình thử đập đập xem nào nhá. Chụ, 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 chụ. Ui, đập đập. Không thấy phản ứng gì nhờ. Ôi, con tôm to lắm này. Đại ca ơi, nhìn này. Này, đại ca xem con tôm này này. Đại ca thử đập vật xuống đây xem nó phát sáng không nhá. Ôi, nó không phát sáng các bạn ạ. À, đây này các bạn ơi. Đập xuống đất rồi cái đầu nó sáng sáng chóe đây này. Wow, một chú tôm này, tôm khổng lồ này. Đi, kinh chưa? À đây cho tháo nước này cho bơi với chú cua này. Ui, đấy chưa, chú ấy vào chú chiếm trọn cả cái chậu của mình luôn, tôm to quá. À đây mình thấy con gì nữa này. Ui, lại một con tôm nữa này các bạn ơi. Một chú tôm màu cam này, chú tôm siêu to khổng lồ màu cam nữa này. Ui cái mình chú ấy giống như con sâu ấy, đây này. Đi. Đây, hai con này này. Một con màu cam với con này màu tím này các bạn. Wow, đấy, em ca được hai chú tôm, em ca đi rồi. Đây, mình đi tìm tiếp nhá. Đây này, mình lại nhìn thấy một chú cua nữa này. Ui, một chú cua này. Cho nước này này, cua ơi. Rồi, đây này có một chú cua nữa này các bạn. À, chộp này. Ý, mình chộp được rồi này. Này, cua ơi, và nước này này. Đây, đây mình thấy chú cua đang nằm đây nữa này các bạn ơi. Ôi, chú cua này yếu quá rồi này. Chú ấy ở mắc cạn lâu quá, chú yếu quá rồi này. Và nước này này, cua ơi. Đấy, chú ấy đang thở này, sủa bột bong bóng lên này. Đó. Đây, mình lại thấy chú cua nữa này. Này, chú cua lên nữa này. Đây này, chộp được rồi. Nào, một chú cua màu vàng nhạt này các bạn ơi. Đây, đi tìm nữa nhá. Đây, chú nữa này, chú đang nấp nấp ở đây này. Ôi, 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 chú chạy này. À, chộp được rồi này, chú cua nữa này. Wow. Ui đây này, mình nhìn thấy một cái gì ở đây này các bạn ơi. Ui, một cái thùng rác màu vàng này các bạn. Mở ra xem có gì bên trong nha. Ui, bên trong thùng rác này một chú cua này các bạn ơi. À, đổ vào nước này, chậu này cho với các bạn cua luôn này. Đấy, chú đang bò bò dưới, bơi bơi dưới nước kìa. Rồi, đây này, mình thấy một tên này. Một thùng rác nữa đây này. Wow. Đây, một thùng rác màu xanh. Mở ra xem có gì nhá. Ui, xem gì nào. À, trong thùng rác này là một chú cua nữa này. Ừ, đổ ra nào. Ôi, cua ơi, ra bơi đi này. Úi, ra rồi. Wow. Đây này, mình lại thấy ở đây vẫn còn cái con gì đây này. Có một con gì đây này. Đây này các bạn ơi, đây này. Ui, một con ốc này các bạn ơi. Ui, một chú ốc sên này. Ui, nhưng mà còn cái vỏ thôi các bạn. Chú ốc sên này chết rồi. Rồi, vứt đi nhá. Đây, đây này, đây mình thấy vẫn còn đây này. Một thùng rác màu xanh nữa này. Wow, không biết trong này có gì không nhỉ? Mở ra xem nào. Ui, trong thùng rác này có một chú cá này. Ui, à bạn ca đổ xuống đi. Rồi, à bơi, một chú cá trạch các bạn ạ. Đây này, đây mình vẫn còn thấy một túi thùng rác nữa này. Wow, mở ra xem nào có cái gì trong không ạ? Ui, lại một chú cá này các bạn ơi. Chú đang quấy quấy bên trong này à. Rồi bạn ca đổ xuống chậu đi. Đó, chú bơi. Rồi, đây mình vẫn thấy một cái thùng rác nữa này. Ui, sóc sóc xem nào. Ui, trong này có cái gì các bạn? À, wow, trong này có rất nhiều kẹo. Là kẹo, kẹo. Để cho em ca. Ui, kẹo đủ sắc màu luôn này. Kẹo dẻo các bạn ạ. Ui, đi tìm nữa nha.